là một buổi sáng tại làng Erotim. Phía sau những cánh rừng có một nhân vật bí ẩn xuất hiện. Trời ơi, đi nãy giờ cuối cùng cũng tới rồi. Nghe nói đây là ngôi làng mới ở bên, gọi là bên làng Hero, đúng không nhỉ? Chào các bạn nha, ta chính là Hacker. Ta tới đây để mà hack cái ngôi làng này. Tại vì ta thấy ngôi làng này đẹp quá nên ta sẽ quyết định hack nó. Các bạn thấy mình có gọi là đáng sợ không? Nếu các bạn thấy mình đáng sợ thì comment bên dưới nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hack cái ngôi làng này đây. Bây giờ có máy tính không ta? Mình có đem theo máy tính mà. Nhìn. Đặt lên đây chuẩn bị hack nè. Mã nhập mã được. Các bạn chuẩn bị nhìn đây. Trời đất ơi, cuối cùng thì ta cũng đã thành công rồi các bạn ơi. Trời ơi, trời lên. Này, bây giờ đã xong rồi thì bây giờ mình về đó chứ biết sao giờ. Khoan, để tặng cho những người ở đây một sự bất ngờ khác nữa mới được. Đây, ta mới vừa mua một thứ rất là đặc biệt. Đó chính là cái lồng để con da bùn. Nghe nói con da bùn nó giàu nhất trong làng này hay sao đó. Này, các bạn đang thắc mắc có phải là Jabun hay không? Không đâu nha, đây chỉ là một con robot thôi. Cái con robot thôi nha các bạn. Thì mình gọi là mình lấy cái con robot này á là để dụ thằng Jabun. Khi mà nó thấy con robot này, nó sẽ gọi là bất ngờ và tưởng ai tặng cho nó. Trời ơi, mình đi guốc trong bụng đó mà. Nó ham đồ tặng lắm các bạn ơi. Nhưng mà con robot này có một đặc điểm cực kỳ là đáng sợ. Nếu như các em nhỏ gắn cho nó trái tim xanh, nó sẽ trở nên hiền dịu và đáng yêu. Nhưng nếu các bạn gắn cho nó trái tim đỏ, nó sẽ biến thành một con quái vật. Ủa sao mình giống quảng cáo quá ta? Mình xin lỗi mọi người nha, quảng cáo nãy giờ hơi nhiều. Rồi nói chung là đây là một thí nghiệm mà bên tổ chức tụi mình gọi là làm ra. Đó, thôi giờ mình đi đây, nó nhiều quá rồi. Làng này yên bình quá, phá một xíu cho vui mới được. Sao mà ê cái lưng với vậy ta? Ủa gì mà ê cái lưng cái gì mọi người ơi? Cái gì vậy trời? Các bạn ơi, các bạn, PC của mình đâu rồi? Sao biến thành cái ghế rồi nè? Trời ơi, cái gì vậy? Các bạn của mình sao biến thành cái lồng đèn rồi? Là sao các bạn ơi? Các bạn ơi, biết gì sao không? Chết rồi. Trời. Gì vậy? Cái cửa của mình biến thành cục gạch vậy nè trời. Cái cục này cục gì vậy? Cái cửa mấy chục triệu của mình sao biến thành cục than vậy trời? Cái cửa của mình còn biến thành cái quạt là sao? Là sao vậy? Vụ gì trong làng mình đây? Các bạn nhỏ biết gì sao không? Comment cho mình ngay và luôn. Trời ơi, mình không biết nữa. Làng mình bị gì vậy mọi người? Gì vậy? Hên quá, hai bức tranh yêu dấu của mình vẫn còn. Trời ơi, mình tưởng nó hư rồi. Ở đây mình đi xuống coi. Ôi rồi, cái tivi của mình nó cũng bị hư luôn rồi các bạn ơi. Cái tivi mấy chục triệu của mình sao nó biến thành mấy cái ghế đẩu vậy nè? Trời ơi, gì kỳ vậy? Để mình qua bên này coi. Trời, bên này cái bàn ăn của mình nó biến thành cái gì vậy nè? Cái này là cái gì đây? Cái tủ. Rồi xong luôn rồi. Coi rạp chiếu phim còn không? Đừng có nói là hư luôn rồi nha. Rồi, cái rạp chiếu phim của mình nó biến thành cái gì luôn rồi. Đau lòng quá. Cái gì vậy các bạn ơi? Chết rồi. Phải ra ngoài cứ coi mình ngắm trang tình hình coi bên ngoài như thế nào các bạn. Trời ơi, nhà của ông béo. Trời ơi, sao mà tan tành luôn rồi. Trời ơi, nhà ông Mai. Trời ơi, cái gì mà trời ơi, nhà ông Mai. Gì vậy? Sao cái gì mà thấy ghê như vậy trời? Trời ơi, cái gì đây? Cái gì vậy? Sao mình lại trong cái hộp vậy? Cái thằng này giống mình quá bạn ơi. Nhìn nè. Cái gì vậy? Cái thằng này là thằng nào mà sao giống mình như vậy? Nó giống con robot luôn các bạn ơi. Có việc gì đang gọi là bí ẩn ở đây nè? Trời ơi, TV hay quá trời ơi, phim hay quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy?
A few moments later. Trời ơi, ôi, cái này là cái con, cái này sao là cái gì mà sao giống mình như hệt như ta? Sao nó giống mình như vậy? Trời, cái này lạ quá các bạn ơi. Các bạn biết cái hộp này là cái gì không? Nếu mà các bạn biết thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Trời ơi, cái này là cái gì mà, ủa mà sao cái con này nó mập hơn mình vậy ta? Mình ốm ốm, sao cái con này cái đầu nó mập mà cái mình nó cũng mập. Các bạn thấy là thấy lạ không? Đó, mình ốm nhom mà sao cái con này nó mập dữ vậy? Trời ơi, cái gì vậy trời? Ủa gì vậy? Ủa có chuyện gì vậy? Ủa tự nhiên đang coi phim cái nhà của anh bị gì cho bố đâu trời ơi. Ừ, em cũng bị giống hai người luôn nè. Tự nhiên cái làng he go team biến thành một cái gì đó luôn trời ơi. Toàn là ghế bàn ghế có lời quyền hay gì rồi. Trời ơi, có khi nào làng mình sắp bị diệt vong không anh? Trời ơi, nghe sợ quá. Từ coi mấy anh, sao nhìn này nó giống gì em? Giống gì anh? Anh mới vừa phát hiện ra cái này nè. Giống y hệt anh luôn, chả hiểu nữa tự nhiên nó xuất hiện ở đây. Em biết nó là gì không? Không phải là giống anh Gia Buôn, em biết là giống anh Gia Buôn rồi. Nhưng mà nó giống cái gì nè, cái gì mà nhớ anh nhớ cái gì không anh nói? Nhớ không? Nhớ, cái này là giống như em trai của Gia Buôn nè. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao tự nhiên em đâu có đặt hàng hay mua cái gì đâu mà cái con này như robot vậy chạy, nhìn tự nhiên nó đâu ra xuất hiện trong làng mình á. Hình như anh nhớ Phong Cận SE cũng từng bị ở trong cái hộp này nè. Trời ơi, trời không lẽ. Khoan, nhưng mà em nhớ là đúng rồi, em cũng đã từng coi clip đó của anh Phong Cận rồi. Thì cái con này á, nếu mà rớt vô quả tim tốt á, thì được gắn vô quả tim tốt thì nó sẽ là người tốt, sẽ giúp gì cả chúng ta nè. Rồi là quét nhà, lau nhà, rồi đủ thứ chuyện hết trơn á. Còn nếu mà rớt vô quả tim xấu á, gắn vô cho nó một quả tim xấu á, thì nó sẽ trở nên là xấu xa và độc ác. Đó là biến thành Phong Cận Hả, sao anh? Cái ví dụ mà mình gắn quả trứng cho nó thì sao? Gắn quả trứng vô nó hư luôn anh. Ừ. Trời ơi. Vậy gắn quả trứng cho nó hư đi anh, khỏi gắn hai kia. Đúng rồi. Thôi bây giờ để em đem nó vô nhà nha. Trời ơi, tự nhiên có được cái con giúp việc thì sướng dễ sợ. Trời ơi, ta không ngờ Gia Buôn này nó dễ bị lừa như vậy luôn á các bạn ơi. Ôi, bây giờ thì ta đã chuẩn bị một thứ đặc biệt để cho mọi người xem nha. Biết là gì không? Trái tim đỏ này sẽ gắn vào cho con robot đó và để cho nó biến thành ASE. Ok. Để nhưng mà nếu mà gắn như vậy thì cần Gia Buôn nó phát hiện sao? Ta đã có cách rồi. Biết đó là gì không? Đầu tiên ta sẽ thay một cái hộp như vậy. Đó. Sau đó sẽ đổ cái chất này gọi là cái chất ngâm trái tim này. Đó, gọi là chất đổi màu trái tim đó các bạn. Ta gọi là thuốc nhuộm đó. Rồi, bây giờ ta sẽ quăng cái trái tim đỏ này vô trong nước. Đây. Rồi, bây giờ sẽ đợi cho nó biến thành màu xanh, cho nó nhuộm thành màu xanh thôi. 2000 years later. Trời, đợi nãy giờ ngủ được giấc luôn rồi các bạn ơi. Không biết là xong chưa nữa, để coi coi. Xong rồi. Ta đã có trái tim nhuộm xanh, đúng vậy, trái tim nhuộm xanh nha. Sau khi ta có trái tim nhuộm xanh rồi, ta sẽ đột nhập vô nhà của thằng Gia Buôn chứ gì. Rồi sau đó ta đã chuẩn bị cái gương ở đây, ta sẽ để nó ở đây. Ồ, để đây đi. Rồi bây giờ sẽ bỏ trái tim xanh vô. Bây giờ thì đợi nó bị mắc bẫy thôi. Quá là đỉnh. Trời ơi, kế hoạch của hacker ta đây thiệt là giếp gồ, quá là hacker. Sao mà mình hay gây ghẻ quá vậy ta? Trời ơi, các bạn ơi, mình mới vừa đi một vòng các bạn. Thì mình thấy á, là cái nhà của mình nó biến thành một đống đồ như vậy luôn. Biết khi nào mình để gọi là sửa lại nữa các bạn ạ. Trời ơi. Nhưng mà mình được cái là mình có cái con này rồi. Mình nghĩ là nó sẽ giúp mình gọi là dọn nhà. Trời ơi, quá đỉnh. Bây giờ mình phải đi mua trái tim xanh về để mình gắn vô. Ủa? Gì vậy ta? Tại sao trước cửa nhà mình lại có cái gương vậy ta? Các bạn biết cho mình bên dưới cho mình biết nha. Để mình mở coi cái gương này có cái gì. Gì vậy trời? Ủa? Trái tim xanh? Ủa? Trời ơi, có khi nào ai đó để tặng cho mình trái tim xanh
để gọi là thấy mình đẹp, thấy mình đẹp trai và dễ thương quá, anh tặng cho mình trái tim xanh không ta? Trời ơi, đã. Bây giờ mình sẽ gắn trái tim xanh này vô cho con robot của mình. Rồi bây giờ mình sẽ để cái đậu để mà kết nối trái tim vô trong đây nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ quăng trái tim xanh vô. Ok, xong rồi. Bây giờ thì đợi. Cái gì vậy trời? Trời ơi, oh my god, chết rồi. Trời ơi, nó còn kêu nó đi cái kiểu gì vậy? Trời, ủa mình bỏ rõ ràng là bỏ trái tim xanh mà tại sao nó thành cái trái tim đỏ vậy? Ủa bị lộn hả ta? Không lẽ mình bị lừa gạt? Trời ơi, vậy là cái hộp đó nó bị gạt rồi. Trời ơi. Trời, nó còn bò như con nhện như đấy, sợ quá các bạn ơi. Trời cứu mình với, chạy bỏ chạy à, rồi ra khỏi nhà ghê quá. Trời, cái gì mà ghê quá các bạn ơi. Bây giờ mình phải qua nhà của Bô ra để mình núp thôi. Cái gì vậy trời? Không lẽ mình không lẽ mình phạm tội hay là mình gọi là mình làm cái gì họ, mình có đắc tội với ai không ta mà sao mình bị như vậy ta? Trời ơi, cái gì kỳ cục vậy? Ai hãm hại mình đi trời? Trời, hèn chi nãy mình cầm cái trái tim xanh mình thấy có vấn đề gì đó bạn, thấy nó gọi là nó như có màu trên tay vậy đó các bạn ơi. Ôi, chắc là người ta sơn trái tim à. Trời ơi. Anh Gia Bôn nè, Gia Bôn. Ủa gì cầm dao gì, cầm kiếm gì ghê vậy? SE vậy? Ủa SE vậy? SE có thiệt á? Anh sẽ thông báo cho em một tin cực kỳ là quan trọng. Hả? Em sợ SE. Em sợ SE đúng không? Chứ gì, chứ cái nhà mình mà biết vậy là chỉ có SE thôi chứ ai làm? Thì nó mới vừa ở trong nhà anh đi ra đó. Vậy là anh sẽ đi làm SE. Cái gì vậy trời, đâu có đâu. Bây giờ là mình phải gọi là đóng cửa sổ lại, gọi là nhốt mình ở trong đây hiểu không? Trời ơi, bây giờ. Ủa đóng cửa sổ thành đập cửa sổ lại. Lộn, trời ơi, lộn em ơi. Lắp lại hết. Trời ơi, trốn khỏi SE đi em ơi. Chết rồi, vậy là không kịp rồi. Lên. Lắp lại. Trời, sao đập gì vậy em? Lắp vô làm sao? Lắp vô. Trời ơi, sợ SE lắm nha. Đi. Ở trên lầu còn cái chỗ nào mở cửa không? Không hết rồi, nhà em là cửa sổ nào không đóng hết trơn á. Ai mà chơi mà làm hư hết nhà cửa rồi không thấy đường gì trơn các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, ghê. Ông phải tàu lao ghê luôn á. Ông mới hỏi ai hỏi anh mới hỏi gì, ai chơi gì kỳ vậy thì ra mấy bạn ơi đúng không? Anh vừa nói SE xong thì nhiên giờ hỏi ai nữa. Anh nghĩ là SE thôi, nhưng mà hình như lúc nãy trước cửa nhà anh á có xuất hiện một gọi là một cái hộp, xong rồi anh thấy một trái tim màu xanh nó chỏng, xong anh lắp vô cho con robot của anh mới nhận được á. Xong rồi nó thành cái con SE. Hết bất ngờ chưa bà già. Trời ơi. Rồi em che hết rồi, xong rồi đó. Trời ơi, sao em che mà em đập gì? Trời ơi, nó ra sao? Rồi, xong ok rồi, giờ làm gì nữa? Thôi bây giờ là mình núp thôi, mình cắm trại trong này đi em. Cắm trại mình ngủ đi. Trời ơi, như vậy là an toàn á, SE không vô được đâu. Đúng vậy, em ngủ rồi anh canh nha. Em ngủ đi. Thôi như vậy là an toàn rồi đó Mura, chắc chắn là mấy cái con SE không vô được đâu. Mura ơi. Sao anh, trời ơi, em đang ngủ mà la hét quá à. Anh đứng hình mất 5 giây. Anh vừa phát hiện ra một điều cực kỳ là đáng sợ. Điều gì anh nói đi, điều gì dạ hả? Phía sau lưng là ai? Em quay lại làm sao đi? Là sau lưng mẹ em thấy ai đâu? Mẹ em thấy ai đâu trời? Không, ý là sau lưng em á, em quay lại nè. Ta ta, bất ngờ chưa bà già? Trời ơi, là trời! Trời ơi, tại sao SE đâu vậy? Ôi, sao SE nó nhìn giống anh quá vậy? Sao bị già luôn? Đúng rồi, cái con đó nó cũng nó gì vậy vậy? Nó lại coi, nghĩ sao nó tên xấu vậy? Hả? Nó tên xấu thì ta bực mình quá, ta bỏ về nha, ta bỏ về nha. Về đi, kìa nó kìa, về đi, đập cửa về đi. Cái gì vậy? Nó đập cửa nó vô kìa. La. Ôi, chết rồi, em khóa cửa hết rồi. Ôi, đập bên này nữa em ơi. Đi xuống đi. Nó đập về nhà em rồi, sao anh qua nhà em, anh nước anh khô quá vậy, nó vô đập nhà em. Sao cửa em nghe nói là cửa gọi là kính cường lực mà xịn lắm mà sao nó đập hoài vậy? Trời ơi. Cường lực xịn cỡ nào chứ hả? Vô tay SE thì cái nhà bên Bồ Đà ơi. Bên nó còn không cho được gì anh. Bồ Đà, chúng ta không thể nào mà gọi là đỡ đây mà gọi là trốn tránh được. Chúng ta phải gọi là chiến đấu với nó thôi. Vô, em sẽ cầm mà. Chúng ta nhớ câu thơ của chúng ta hay không? Biến hình đó. Biến hình đi. Ok.
rồi. Bây giờ chúng ta phải biến thành siêu nhân. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng biến cùng nhau cùng với mình biến thành siêu nhân nha. Ok. Siêu nhân. Khoan từ từ để nói với SE ngồi đợi một xíu nha, để tụi mình biến thành siêu nhân một cái. Ừ, rồi. Rồi bây giờ tụi mình biến thành siêu nhân thôi. Let's go. Giờ chúng ta chuẩn bị đọc nha. Nè. Ủa nó ngủ rồi. Thôi chạy đọc cho nó nghe, đọc cho nó gọi là nó cho nó có đi. Rồi. Hỡi thằng Jabun SE kia, chúng ta đã chẳng thèm sợ hãi. Vì chúng ta là bộ đôi gấu cáo. Chỉ có ngươi sợ ta. Chứ chúng ta không thèm sợ ngươi. Chịu hồi sức mạnh của nội tại. Siêu nhân nghe Robin biến thành. Ghê chưa cái chưa. Trời ơi mình biến hình rồi. Bây giờ nó còn ngủ các bạn ơi. Chịu dậy đi Morai. Dậy dạ đây. Đây. Trời ơi. Biến hình xong rồi ngầm ngủ các bạn ơi. Ôi chết rồi, mình có vũ khí chưa? Em có kiếm rồi nè. Em có kiếm rồi nè. Trời chết rồi, anh chưa có sức mạnh nữa chứ. Làm sao đây ta? Chạy chứ, chạy. Đi xuống lầu, đi xuống lầu, xuống lầu. Lê. Nhanh. Trời ơi, lại trời. Chạy mấy bạn ơi. Chạy lê. Ôi, nó có tiệt chiêu. Tiệt chiêu. Trời ơi, tiêu gì tiệt chiêu của nó mà lửa áo. Trời ơi, trái. Ôi trời, nó phun độc như là gọi là con rắn vậy. Trời ơi, đáng sợ quá. Em ơi, chúng ta biến thành siêu nhân rồi. Em có sức mạnh gì em thể hiện chỗ tài cho nó coi đi em. Để em. Ây da, trời. Cầm chậu quánh người. Ủa ghê chưa, sức mạnh cầm chậu, trời đó, sức mạnh đó. Không, anh không, chết rồi, bây giờ siêu nhân này á, đang chủ nhật nên không có vũ khí nhiều. Mấy bạn ơi, để mình coi mình có vũ khí nào không ta, để mình chiến đấu nó coi. À, vũ khí M4A4, rồi, ủa phải không ta, M4A4 phải không ta. Ủa trời ơi, trời, hèn chi nó giờ thấy nóng. Ê, thằng kia, mày là SDE đúng không, tao cho mày một phát, bay luôn nè. Mày ba chân chúng em nha. Mora ơi, hết đạn rồi. Trời đất ơi. Mora ơi, đây, anh cầm cái chậu đi. Em cầm cái chậu, anh quánh nó đi, em cho anh đó. Giờ mình quánh, có gì quánh đó đi anh. Mình người nông thôn mà, giờ em cầm cục đá quánh nó. Yeah. Sức mạnh của chậu nè. Sức mạnh chậu biến hình. Biến nè, cho mày chết nè, cho mày chết nè. Thò mày lửa hả. Thôi lấy cái chậu tôi đục vô trong đầu mày luôn nè con. Mày láo mày. Chạy. À mày cho mày chết nè. Ôi da ơi, chúng ta đã dùng sức mạnh của cái chậu và đã ụp đầu nó cho nó không có thấy đường. Sau đó thì Moga đã dùng cái gì vậy Moga để giết nó vậy? Dạ, em dùng cục đá nè. Trời ơi, chúng ta đúng là bộ đôi siêu nhân số 1 xuất sắc luôn em ơi. Nè, giờ vui quá, em đặt tim rồi, tim đốt ăn mừng đi. Em ơi, trời ơi, cái gì vậy? Ok các bạn ơi, clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình đến giờ nha. Và hẹn gặp lại mọi người clip sau. Bye bye, và cũng đừng quên là ủng hộ Mai Đen nè, Mora và mẹ béo nha các bạn. Bye bye.